Chị khách đi lâu muộn dễ thương đấy. Ông cậu nó gần xỉu luôn. Còn câu hậu nặng lại là khóc nắc luôn à. Do cái tàu để lâu á, nó sợ đau quá, không chịu đi. Thank you.
Mấy nó nhiều thế này. Nhiều. Nhiều cái mụn. Lâu lắm nó không đi. Như bà nhộng cũng mua rất là đẹp. Rất là đứa mồm ở cửa nữa chứ. Không biết không gì. Đấy có ai mai có ông Trinh thì họ ăn Trinh thử. Kiểu như này. Mở ra vậy không? À. Đứa không đóng luôn. Đánh người chút. Anh hoàng chưa? Ngày hôm qua là em nghĩ là một túi nha, tại vì ngày hôm qua là em có mở ra em nhìn xa phúc mà thấy có đóng à? Dạ thấy có đóng.
là em có mở cửa ra em xem, em mở cái màn ra em xem là em thấy sai phúc ở ngoài là đúng là mất đéo nào. Nhưng mà lỡ không để ý cái nó rằng dạ có chứ, thấy chứ, không mở ra mà thấy không đóng cửa là biết liền cái gì nữa. Đủ sáng mở lên quét sáng không? Còn chưa ngủ dậy á kìa. Mình ngày hôm qua là kiểu mưa gì mở ra coi thử xa em á, là nhớ là ngày hôm qua chắc chắn là có đóng. Chiều hôm qua là có. Có lúc mà sấm sét á. Hậu đâu rồi, nặng thế. À, quên chưa xong luôn. Để chờ ai nặng mặt này giúp chị tiếp nhiều quá. Để mặt em nặng ra. Mà cái nước có chờ không? Dạ không.